Em vừa chào quý vị và các bạn, em vừa chia sẻ cho quý vị và các bạn một cặp bát 40 của Onkyo JBL. Cái dòng này dòng nó hợp tác nha quý vị và các bạn, giá cực kỳ tốt luôn. Rồi một cặp còi sừng trâu nè, nó cong cong như cái sừng trâu mình kêu gì thôi chứ không phải là còi sừng trâu nha quý vị và các bạn. Rồi em sẽ quay cận cảnh chi tiết từ sản phẩm và báo giá gửi đến quý vị và các bạn luôn. Bạn nào có nhu cầu thì liên hệ qua số điện thoại 0963 721 519. Thì số đó cũng là số Zalo của em Việt luôn. Mỗi khi quý vị và các bạn gọi không được thì nhắn tin em Việt sẽ trả lời sau nha. Đầu tiên em Việt chia sẻ đến quý vị và các bạn là một cái cặp củ còi của hãng Natunan. Cặp này thì 16 ôm. Và từ cái họng tới cái đích cũ thì nó chiều sâu nó khoảng 10 cm. Và cái họng này là họng vặn. Thì nó cái đường kính tròn của họng này á, cái găng vặn nè, thì nó khoảng 3,2, 16 ôm, zin nguyên bản, hát tốt, cầm nặng. Cái này chắc khoảng gần 2 kg một củ á. Rồi cặp củ này mình bán cho quý vị và các bạn 3.500.000 đồng bao zin tuyệt đối, bao ship tận nhà. Rồi tiếp thì em Việt có một cái cặp của Livin, thương hiệu gì nè quý vị và các bạn đọc giùm mình đi. Cặp này là cặp mít găng D500, quý vị và các bạn, sơn sần, hàng zin. Củ từ con này thì nó khoảng 10 cm. Cái củ từ đối với vị bạn, củ từ 10 cm nha. Và cái còi này nó cong, cái củ này thì vặn ra được nha. Nó là găng vặn, vặn ra được. Ở phía trước này thì nó cũng sơn sần luôn, 2 4 6 8 lỗ để mình đo kích thước ha. Chiều cao của nó là 12 quý vị và các bạn, chiều cao là 12. Chiều ngang là 30, xin lỗi, chiều ngang là 28,5, ngang là 28,5 nha. Còn chiều sâu nó cong cong thế này khó đo, chiều sâu nếu mà kéo thẳng ra chắc nó cỡ 3 mấy á. Cong khó đo quá quý vị và các bạn. Còi này là nguyên zin nha. Ở đây là những cái keo đồ của hãng họ làm vậy đó. Mình không có đụng chạm gì hết. Nguyên bản nguyên zin. Hát tốt. Cặp còi này em phải chia sẻ cho quý vị và các bạn á. Giá là 7 triệu đồng nha, chuyển khoản đủ bao ship tận nhà nha. Rồi tiếp thì em vừa chia sẻ đến quý vị và các bạn là một cặp bát của hãng Onkyo. Thì cái bát này là bát nó nằm trong thùng setter 10 đó quý vị và các bạn. Thấy nó to vậy chứ công suất nó có 50W à. Dòng nghe nhạc chứ không phải dòng hát hò ha. Thì bát của nó là VW3810A Onkyo JBL. Thì dòng này nó hợp tác với hãng JBL quý vị và các bạn. Thì dòng setter 10 thì Onkyo setter nó rất là hay. Từ đường cái củ từ là 18,5. Củ từ 18,5 và xương đúc nha quý vị và các bạn. Nhện phíp, nhện phíp. Thì cái này là mấy bạn khỏi hỏi zin hay không, nhìn là thấy cái con luôn nha. Tại vì nó là nhện phíp thì bây giờ do ban đêm á mình quay thì quý vị và các bạn nhìn không thấy. Nó nhện phíp nè quý vị và các bạn. Đó. Gân này là gân zin của nó luôn. À, rồi để mình lật lại cho view của bạn xem. Bát 40 nhưng mà mình đo mà phủ bì con này thì nó hơi bự ra. Đo phủ bì nó tới 42 lần. Nghe quý vị và các bạn. Rồi cặp lo màng đồ này nó đẹp không cấn ha, không cấn không gách. Thì theo thời gian thì nó cũng bụi bẩn đồ này nọ chút đỉnh. Nha quý vị và các bạn. Đó, mình mở đèn led luôn. Đó. Bao zin tuyệt đối. Rồi. Cặp bát này hiện tại là hát tốt. Không cần phải làm gì hết. Thì giá em việc bán cho quý vị và các bạn á là 7 triệu đồng, chuyển khoản đủ, bao ship tận nhà. Rồi, em việc xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video sau nha.